Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Đại Bồ Tát, Nam Mô Tuyên Hóa Đại Bồ Tát, Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Con Diệu Ánh xin phép được thọ trì bài kệ trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ 12. Con xin phép bắt đầu ạ. 7 giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niềm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo từng sẽ xa vào đường dữ, chỉ tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ việc chẳng đành, 21 ngày luôn niềm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ rành quyển thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát cúi đầu trao. Bồ đề vô thường muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sinh, người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chim lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đứng tròn lành, cũng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tùng kinh sách, muốn đồ chúng sinh khỏi tai ách, giàu lập quyền lớn chẳng nghĩ bàn, học rồi quên rồi luôn sót mất, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mòi bề, y phục uống ăn các ngoà cụ, cũng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tường, cách một ngày đêm bưng lấy uống, xin lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng dỗ luống, trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thường nhân danh, chuyên bao thấy rõ tôn dung hiền, thất rằng rồi liền đành trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có về tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hòa hoàng người lìa nhau, ngủ mê mộng mì không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, những đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần hò hồ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thổ độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tường, cũng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rồng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, nhưng người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn bảo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sinh tử khỏi, Quán Âm nên huyết biết gắn tuyên bày, truyền khắp hằng xa nhiều nước cõi. Dạ, con đã đọc xong bài kệ, con xin phép được hồi hướng hết tất cả công đức học thuộc bài kệ này cho tất cả chúng sanh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh sớm tiêu trừ tội nghiệp, tăng trưởng phước đức thiện căn, được kết duyên với Tam Bảo, với ngài Địa Tạng Bồ Tát, phát tâm báo ơn hiếu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Dạ, con xin phép được dừng thời khóa học thuộc bài kệ và hồi hướng tại đây ạ. Con xin cảm tạ Tam Bảo. Om ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni Sô ha.